Hello các cô nàng Beauty Holics nhà ta, và ngày hôm nay thì Tracy quyết định sẽ làm tất tần tật về nước tẩy trang mà mình yêu thích. Và trong số những dòng mà Tracy hay đi shopping, hay đi ra những cái khu shopping mall để tặng những em ấy về ấy, thì có lẽ là phải tính đến con số hàng chục rồi. Nhưng ở đây thì Tracy đã pick up được khoảng 7 em nước tẩy trang Tracy cảm thấy là yêu thích và nó mang lại một cái hiệu quả nhất định. Vậy thì hãy cùng xem là 8 em nước tẩy trang này có công dụng và thành phần như thế nào mà Tracy lại yêu thích đến như vậy nhé. Vậy thì hãy cùng xem đến cuối clip, sẽ còn giveaway cho các bạn nữa. Ở đây thì cũng hơi nặng tay một chút xíu, bởi vì nước tẩy trang mà bao giờ dung tích của nó cũng khá là lớn ấy. Và mỗi lần mà cầm vào những em này thì mình đều có cảm giác là chu trình skincare routine của mình bắt đầu rồi. Đầu tiên mà trong danh sách tẩy trang ngày hôm nay, Tracy sẽ nói về em Nivea Acne Care Micellar Oxygen Boost. Em này thì Tracy mua trong một cái đợt khi mà mình đi shopping mall. Nhưng mà lúc đấy thì da Tracy hơi có mụn một chút xíu, bởi vì do nó có rất là nhiều yếu tố về stress và môi trường ấy, đôi khi làm cho da mình cứ nổi một số những cái mụn li ti. Chính vì vậy nên nước tẩy trang mình cũng rất là chú trọng dành cho cái dạng da hỗn hợp và thiên dầu, thì thi thoảng có mụn như mình. Vậy thì bạn nào mà đang bị mụn thì lắng nghe nhá. Bởi vì em này thì với cái packaging màu xanh trông nó rất là dễ chịu và bắt mắt. Cái nắp tím nó rất là trendy đúng không? Trông nhìn cái là thấy nó mát. Và khi mà cầm lên trên tay thì cái chai lọ giống như thế này, mình có thể hoàn toàn nhìn thấy những cái nước ở phía trong, và nó hầu như là trong suốt. Và ở đây thì khi mà Tracy sử dụng ở trên da thì bật nắp lên, cái này nó đang là dạng nắp bật. Và được một điểm là em này Tracy thấy khá là tiết kiệm, bởi vì em ấy, cái đầu của em ấy rất là nhỏ, và khi mà mình lấy bông tẩy trang và thấm lên ở trên này thì hầu như mình chỉ việc pop, nó rất là nhẹ và nó rất là dễ, và mình kiểm soát được cái việc là mình lấy ra bao nhiêu lượng tẩy trang. Nhưng có một điều là mình trang điểm quá đậm, hoặc là có những lần mà Tracy chỉ là trang điểm nhẹ nhàng đi tới đi làm thôi, nhưng mà khi về ấy, khi mà mình cố mình chùi ấy, thì nó không được sạch cho lắm. Và nếu mà muốn sạch thì mất rất là nhiều thời gian, và cái công mà mình chùi và mình cọ ở trên da mặt ấy làm mình cảm thấy là da hơi bị tổn thương. Thì nó không được sạch cho lắm. Và nếu mà muốn sạch thì mất rất là nhiều thời gian, và cái công mà mình chùi và mình cọ ở trên da mặt ấy làm mình cảm thấy là da hơi bị tổn thương. Chính vì vậy nên với bạn nào mà hay make up đậm thì Tracy nghĩ là em này không recommend cho mọi người. Nhưng với bạn nào mà make up rất là nhẹ thôi và làn da của mình hơi bị dầu mụn ý, thì có lẽ là em này chấp nhận được. Nhưng mà ngoài điểm đó ra thì Tracy thấy có một điểm cộng cho em này, đấy chính là không cồn, không mùi và cảm giác rất là an toàn. Và kể cả khi mà chúng ta soi thành phần ở trong em nước tẩy trang Nivea chăm sóc cho da mụn này á, thì em ấy có thành phần glycerin và những cái thành phần về bổ sung nước, cấp ẩm, nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về cái mức độ an toàn của em này, kể cả dành cho những dạng da mà bị nhạy cảm mụn nhiều nhất. Và nếu xét về mùi của em Nivea này á, thì khi mà sử dụng thì mọi người sẽ thấy có hơi mùi hơn một chút xíu, nên là Tracy nghĩ là có bạn nào mà thích hoàn toàn những thứ nó an toàn và thường sử dụng những dòng mỹ phẩm không có mùi vị á, thì có lẽ không thích em này lắm đâu. Và với mức giá nó rơi vào tầm khoảng 70.000 một chai 200ml giống như thế này, thì Tracy nghĩ là nó khá là phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên, hoặc là với những người mà hay thường phải sử dụng và nó rất là tốn, thì mọi người có thể cân nhắc sử dụng em Nivea này. Bởi vì so với những cái brand khác thì Tracy thấy là em này vẫn ở một cái mức độ mà làn da của mình phù hợp thì nó vẫn có thể chấp nhận được, với một cái giá thành nó khá rất là phải chăng. Và tiếp theo thì Tracy nghĩ là trong cái range, trong cái sắp xếp thứ tự này sẽ đến lượt em L'Oreal Micellar Water 3-in-1. Và em này thì có lẽ là không còn xa lạ gì với những cô nàng mà yêu beauty, cũng như là những cô nàng beautyholics thông thái. Bởi vì em này vừa có thể, Tracy thấy là khi mà mình tẩy trang á, thì kể cả là mình make up nhẹ hay là mình make up đậm đi chăng nữa, thì em ấy đều có thể tẩy sạch. Chỉ có là cái cách mà mình sử dụng nó sẽ hơi khác một chút xíu thôi. Nhưng mà để Tracy review đầu tiên về cái packaging trước đã.
Em L'Oreal Paris này thì nó vẫn theo một cái concept nó rất là simple, nó rất là nhẹ nhàng. Và màu xanh của nhãn ở đây thì cái màu xanh này bao giờ cũng làm cho mình cảm thấy rất là mát mắt ấy. Và khi mà mình dùng á, khi mà thoa lên trên da cũng như là tẩy đi những cái lớp trang điểm trên da mặt ấy, thì mình cũng cảm thấy nó tươi mát bởi cái thành phần micellar water ở đây. Và khi mà Tracy sử dụng em tẩy trang giống như thế này thì mọi người lưu ý một chút là mình sẽ đặt cái miếng cotton pad này ở phía trên cái nắp, để tránh cái việc khi mà mình dốc ra nó ra rất là nhiều và như thế nó rất là lãng phí. Bởi vì dẫu sao thì Tracy vẫn thấy là ở đây cái đầu nắp nó cũng vẫn hơi to một chút xíu. Ở đây thì em này có thể làm sạch bụi bẩn này, ngay cả bụi siêu mịn PM2.5 thì đây cũng là một điểm cộng cho em ấy. Bởi vì cái giống cái môi trường bây giờ ấy, thì những cái bụi siêu mịn 2.5 này nó rất là không tốt cho làn da của mình. Và điểm này thì Tracy rất là thích với em L'Oreal nắp xanh này. Và tiếp theo thì khi mà mọi người lấy em tẩy trang đó lên bông á, thì cái mùi của em ấy hoàn toàn là không cồn, không có mùi, không có hương nước hoa, không có paraben. Nên là kể cả với những làn da nhạy cảm nhất thì Tracy thấy khi mà sử dụng ấy, mọi người cũng hoàn toàn cảm thấy là nó phù hợp mà nó không có bị kích ứng hay gì cả. Và ở đây ấy, thì cũng có cái nốt là dành cho da trang điểm, an toàn cho da nhạy cảm. Và khi mà Tracy sử dụng trang điểm giống như là khi mình ngồi trong studio chẳng hạn thì tẩy trang này vẫn có thể đáp ứng được, nhưng chúng ta bắt buộc sẽ phải dùng bằng cách sử dụng và thấm ra bông cotton pad giống như thế này và đặt lên trên da độ tầm khoảng 30 giây gì đó để trung hòa được cái lớp trang điểm ở trên da. Thì lúc đấy, lúc sau khi mà mình tẩy trang đi nó rất là dễ. Chứ nếu không, có những bạn ấy cứ sử dụng giống như thế này và sau đấy kỳ giống như này và bảo là nó không sạch thì hoàn toàn không phải. Nên là mọi người nên có cái cách sử dụng đúng cho làn da của mình nhá. Và trong thành phần của em này thì có hai thành phần mà Tracy thích nhất, đấy chính là micellar water và glycerin. Thì hai thành phần này ngoài cái việc khi mà chúng ta tẩy trang ấy sẽ không cảm thấy nó quá bị khô hoặc là bị rít, bởi vì nó có thành phần cung cấp ẩm ở phía trong này và làm cho da của chúng ta trở nên mềm hơn. Nhưng mà với những bạn nào mà da mụn hoặc là với bạn nào mà da hỗn hợp một chút thì có lẽ là vẫn sẽ cảm thấy khô. Chính vì vậy nên là mọi người nên lưu ý nếu mà mình mong muốn là lựa chọn cái em L'Oreal giống như thế này, bởi vì giá thành của em ấy khi mà Tracy mua thì chưa đến 200.000, hình như là 190.000 thì phải. Và với một cái giá thành 190.000 như vậy với 400ml thì Tracy thấy là nó khá là phải chăng. Và hầu như là tất cả mọi người đều có thể sử dụng được, chỉ có một chút cái lưu ý mà Tracy vừa nói thôi. Và tiếp theo xếp trong list số 3 đó chính là em Senka Ors Clear Water Micellar Formula Fresh Anti-Shine. Em này thì Tracy thấy là ba em này đều có cái đặc điểm là thích màu xanh. Và với cái packaging nó cũng hơi giống nhau một chút xíu, nhưng khi mà cầm lên ý, thì chai này cũng khá là chắc tay này. Và cái logo cũng như là cái design của cái packaging nó vẫn đơn giản, đúng như cái kiểu phong cách của người Nhật. Và em này thì thiết kế dạng chai, thì khi mà đi mua Tracy thấy nó có khoảng hai dạng là chai 70ml và chai 230ml. Trên tay Tracy đây đang là chai 230ml. Và khi mà cầm lên sử dụng á, thì Tracy hơi cảm thấy tiếc một chút xíu là mặc dù em này khá là tốt, tay cầm nói chung là mọi thứ đều khá là perfect, khá là hoàn hảo, nhưng mà khi mà bật nắp lên ấy, thì nó bật rất là dễ dàng. Nên là đôi khi mà Tracy cầm nó đi, ví dụ như là đi làm mình muốn thay đổi một chút về make up, mình cần phải tẩy trang chẳng hạn, thì em ấy hay bị trôi ra ở trong cái túi của mình. Và có một lần mình cảm thấy khá là bực bội. Nhưng mà ngược lại với những gì mà nó dễ bị trào ra ấy, thì đổi ngược lại em này nước tẩy trang đôi khi mình không cần phải rửa lại bằng nước. Thì đấy lại là một cái điểm rất là khác với những dòng nước tẩy trang khác. Và đôi khi nếu như mà Tracy đi ra ngoài mà cần phải remove make up nhanh và sau đó thay cái lớp trang điểm khác, thì em ấy lại trở thành một cái công dụng nó rất là hữu ích luôn. Và khi mà đổ ra ấy, thì Tracy thấy là cái việc mà có thể kiểm soát được lượng nước tẩy trang đổ ra trong cotton pad nó khá là vừa phải. Và em này thì hơi có mùi một chút xíu, nên với những bạn nào mà da nhạy cảm hoặc với những bạn nào mà không thích những dòng mỹ phẩm, Tracy nói rồi, những dòng mỹ phẩm mà có hơi có mùi hương liệu một chút thì chắc là sẽ không thích em này đâu. Nhưng mà chúng ta hãy review sâu hơn một chút nhá. Tracy thấy ở đây có chiết xuất tơ tằm tự nhiên và hyaluronic acid. Chiết xuất tơ tằm tự nhiên thì bao giờ nó cũng giúp làm cho cái tông da của mình sáng hơn này. Hyaluronic acid thì có thể bổ sung cũng như là cấp ẩm, cấp nước cho da của mình, khiến cho khi mà chúng ta tẩy trang xong ấy, mình cũng không có cảm giác bị rít hay bị khó chịu. Và thêm nữa là có những cái tinh chất
Trà xanh Uji có thể giúp cho những bạn mà đang lo lắng về những vấn đề về oxy hóa ở trên làn da ấy, mọi người có thể yên tâm hơn. Thì đây là một cái điểm cộng so với những em nước tẩy trang khác. Và với những bạn mà làn da nám, tàn nhang hoặc là da khô thì mọi người có thể suy nghĩ đến em Senka On Clear Water này, bởi vì cái độ lành tính, an toàn cũng như là những cái thành phần của nó rất là phù hợp cho những cái dạng da như vậy. Tất nhiên khi mà không quá kén da thì nó là một cái điểm rất là ưng ý rồi, nhưng khi mà Tracy remove những cái lớp makeup ấy thì hầu như những lớp makeup mà nó quá đậm hoặc là nó quá nhiều, quá dày ở trên gương mặt ấy thì chúng ta rất là khó để có thể sử dụng Senka một lần mà có thể remove được hết, mà nó sẽ rơi vào khoảng 3 đến 4 lớp bông tẩy trang thì mọi người mới có thể remove được. Và dạo gần đây thì Tracy thấy có khá nhiều là những dạng hàng fake hoặc là hàng nhái của Senka, nên là tốt nhất là mọi người nên đi đến những cái nơi mà mình hay mua, những cái nơi uy tín hoặc là những cái trung tâm thương mại. Và tiếp theo, đứng thứ 4 trong cái list của ngày hôm nay chính là em The Ordinary. Và trong số những cái list từ A đến Z tẩy trang mà Tracy hay sử dụng thì em này là một trong những em mà có cái design nó khá là đẹp mắt. Và Tracy ấn tượng từ cái việc là khi mà mình bỏ hộp ra ấy và đưa mấy ra thì cái màu ghi cũng như là kết hợp với cái màu trắng làm cho mình cảm giác là em ấy rất là xinh. Và cái cảm giác nó như nào nhỉ? Muốn cầm em ấy và sử dụng ngay ấy. Và khi mà dùng á thì cái chất sáp ở trên đấy cũng tạo cho mình một cái nó gọi là consistency, từ cái design ở phía trên cho tới là ở khi mà mình sử dụng á. Và khi cầm lên, Tracy cảm thấy mặc dù là giá thành nó rất là hợp lý, chỉ khoảng 280.000 thôi, nhưng kiểu như mình đang cầm một cái em mỹ phẩm đâu đấy rơi vào tầm khoảng gần 1 triệu ấy. Em này thì thường là nổi tiếng với những em serum đặc trị, nhưng mà có cái giá thành nó rất là phải chăng và rất là hợp lý, nên là Tracy thấy brand này được rất là nhiều bạn từ sinh viên cho tới dân văn phòng đến những người mà đi làm ấy, khá là ưa chuộng. Nhưng mà ít người review em Squalene Cleanser như thế này, nhưng mà khi mà Tracy sử dụng, Tracy thấy cảm thấy nó khá là được. Khi mà dùng thì em này 2 trong 1, vừa có thể là làm face cleanser để có thể remove makeup luôn cũng được. Và chính vì 2 trong 1 như vậy nên em ấy rất là tiện. Và điểm mà Tracy yêu thích ở em này là khi mà chúng ta sử dụng ở trên da ấy, thì đây là một dạng balm, là một dạng sáp, sáp tẩy trang. Và sáp này khi mà chúng ta thoa lên trên da thì nó sẽ trung hòa thành nước, và khi mà rửa lên trên da cảm giác nó rất là mát và dễ chịu. Và lúc đầu thì nó hơi dính ở trên da thôi, nhưng mà lúc sau thì cái cảm giác đấy hoàn toàn biến mất và trả lại cho mình cảm giác rất là thư giãn và sảng khoái. Và Tracy thì thuộc là làn da hỗn hợp, cũng như là có một số lúc thì cũng sẽ lên mụn, nhưng mà khi mà sử dụng em này thì hầu như những cái tình trạng lên mụn sau đấy là không có thấy rõ. Chính vì em ấy có những cái thành phần như squalene thì em ấy làm sạch khá là sâu, và hơn nữa nó còn có thể cung cấp được những cái độ ẩm và khiến cho làn da của mình sau khi mà sử dụng xong ấy nó mềm hơn và cái cảm giác mướt hơn rất là nhiều. Và hầu hết những bạn mà khi mà chúng ta tìm kiếm những cái dòng tẩy trang và sữa rửa mặt ấy, thì chúng ta rất là kỵ những cái dòng mà khiến cho chúng ta cảm giác bị bít tắc lỗ chân lông hoặc khiến cho chúng ta có cảm giác khó chịu, thì em này hoàn toàn không có những cái đặc điểm đó, nên mọi người có thể yên tâm để sử dụng. Kể cả những bạn da hơi nhạy cảm một chút thì mọi người có thể sử dụng em ấy bình thường hàng ngày, bởi vì nó không làm cho mình có cảm giác quá khô mà nó ở mức độ tầm trung. Và với những bạn mà có làn da quá nhạy cảm thì Tracy nghĩ là em này chưa phải là một cái sự lựa chọn thông minh trong cái việc tẩy trang. Và nằm trong list nó ở giữa một chút, ở trung trung, thì Tracy thấy đứng số 5 nên là em La Roche-Posay Micellar Water Ultra. Thì em này vừa có thể giúp làm sạch, vừa có thể khiến cho da của mình remove được cái phần makeup, và thêm nữa là có soothing khiến cho da của mình đủ ẩm và khiến cho da của mình nó mềm mại hơn ấy. Thì khi mà cầm trên tay em này ấy, thì em ấy là một dạng chai hình tròn và có nắp nhựa màu trắng. Hầu như cả cái thân chai này thì đều là màu trắng cả, và có những cái brand logo ở phía ngoài màu hơi xanh một chút. Thì với cái bao bì và thiết kế đơn giản như này tạo cho người ta cái cảm giác dễ chịu, mát mát, và nó trong suốt thì nó sẽ tạo cảm giác rất là sạch sẽ. Và Tracy mua em này với giá là khoảng 350.000 hay 350.000 hơn một chút xíu gì đó. Thì với cái dung tích là 400ml thì tính ra em ấy cũng khá là ở tầm trung, để chúng ta có thể dễ dàng và hợp lý với túi tiền của mọi người. Và em này Tracy lựa chọn em ấy với cái label màu xanh, bởi vì da của Tracy là da hỗn hợp thiên dầu, và hỗn hợp thiên dầu đến nhạy cảm thì Tracy nghĩ là nên sử dụng em này, và em ấy cho cái kết quả của mình khá là tốt. Và nếu bạn nào mà là da khô, mọi người có thể sử dụng cái label màu hồng kia. Và khi mà dùng thì Tracy thấy là cái cảm giác nó khá là ổn và nó khá là dễ chịu.
Cái đầu nắp của em này thì giúp kiểm soát được cái lượng lấy ra vừa phải, nhưng nếu mà mọi người dốc quá tay ấy, thì em ấy cũng sẽ khó kiểm soát được cái lượng mà mình phải sử dụng. Nên là mọi người hãy dốc từ từ, nhẹ nhàng thôi, chứ đừng quá manh động, nếu không là nó sẽ đổ hết ra. Em này thì có cái mùi hương nó rất là dễ chịu, nó giống như là mùi hương cây cỏ, giống như mùi hương thảo mộc, và nó rất là thiên nhiên. Thì hầu hết trong số những cái dòng tẩy trang á, thì Tracy thấy là cái mùi của em này là một cái mùi mà Tracy ưng ý và dễ chịu nhất, kể cả là so với dòng high end nhá. Và khi mà dùng em này thì với một cái công dụng dành cho những bạn mà make up ở tầm trung, nghĩa là không quá đậm nhưng cũng không quá nhạt, thì nó ở trung trung, thì em ấy có thể remove nó rất là sạch. Và cái cảm giác mang lại do nó là 3 trong 1, vừa cleansing, vừa make up, removing và vừa soothing nữa. Cho nên với 3 trong 1 như thế này và với cái giá thành như vậy thì Tracy thấy khá là hợp lý. Và khi mà sử dụng ấy, thì kể cả là Tracy sử dụng waterproof, những cái em dạng mascara, thì vẫn có thể dễ dàng lấy đi được những cái phần mà mình make up trên gương mặt. Và thông thường Tracy sẽ sử dụng khoảng 2 lần khi mà sử dụng em La Roche-Posay này, và cảm thấy là mình cái làn da của mình sạch rất là sâu. Và nếu mà nhìn một chút ở những cái thành phần của em ấy thì hầu như chiếm đa số là nước, caprylic cũng như là glycerin, nên là hầu như cũng giống như những dạng tẩy trang, em ấy vẫn thuộc dạng là an toàn, lành tính và sử dụng trên da của mình 3 trong 1, và nó đủ ẩm. Và trong cái list này thì em gần cao nhất trong cái list này chính là em Skin Clinic Cleansing Milk Lash Limpiadora. Em này thì được Tracy tậu khi mà trong cái đợt mà mình đang trong quá trình laser hoặc là peeling, thì em này là một trong những dạng mà medical cosmetic mà Tracy rất là hay tin dùng. Em Skin Clinic này được cái là em ấy cũng là 2 trong 1, vừa có thể rửa mặt buổi sáng này, vừa có thể remove được cái lớp tẩy trang rất là nhẹ nhàng. Và với một cái packaging của em ấy trông nó cũng rất là medical đúng không? Nó một cái màu trắng và một cái chỉ là những cái chữ tím ở phía trên thôi. Em này là một dạng tẩy trang sữa không tạo bọt. Tracy rất là thích cái cách thiết kế của Skin Clinic, bởi vì trông nó rất là an toàn và rất là chắc chắn. Khi mà mở ra cho đến lúc mà mình vặn cái nắp này, sau đến lúc mà mình pump, mình đổ nó ra tay ấy, thì đều để lại cho mình cái cảm giác chưa dùng đã cảm thấy nó an toàn và nó sạch rồi ấy. Và khi mà với những dạng tẩy trang mà không tạo bọt giống như này thì bao giờ cũng làm cho da của mình cảm thấy dễ chịu và cảm thấy mướt, cảm thấy mượt hơn và không có bị rút ẩm ở trên da, nhưng mà vẫn có thể remove được cái makeup rất là an toàn. Và Tracy rất là high recommend em này, bởi vì kể cả khi mà Tracy makeup rất là đậm ấy, khi mà remove em ấy thì chỉ cần khoảng 2 bông tẩy trang cotton pad giống như thế này thôi ấy, là đã có thể remove được khá là sạch rồi. Và nếu mà trong buổi sáng Tracy chưa có make up hoặc là mình mới ngủ dậy ấy, thì em ấy cũng là một trong những em mà Tracy cảm thấy nhẹ nhàng để mình có thể loại bỏ đi một số những cái dust, cái impurity buổi tối của mình. Và lúc đấy thì nó rất là nhẹ nhàng, nó không mang tính chất là tẩy trang mạnh nữa. Và đổi ngược lại thì em ấy còn cung cấp đủ cái độ ẩm ở trên da, bởi vì những thành phần dầu hạt nhân này thì rất là tốt cho cái việc là tẩy trang, bởi vì nó lấy đi hầu hết những cái bụi bẩn cặn bã vẫn còn bám lên ở trên da do những cái vấn đề từ khi mà chúng ta trang điểm từ sáng cho tới tối. Cuối cùng cao nhất nằm trong list tẩy trang ngày hôm nay chính là em Estee Lauder Take It Away mà Tracy đang cầm ở trên tay đây. Nhìn thôi cũng đã thấy là kiểu trông nó rất là yêu và trông nó khá là sang ấy. Khi mà mình cầm mình cũng rất là thích hơn nữa. Cái này khi mà Tracy nhìn thấy thì mình cảm thấy là nó hơi mắc hơn một chút so với những dòng khác. Em này thì khi mà Tracy mua nó có giá khoảng 1.200.000, và với một cái mil chỉ là 200 mil thôi, nhưng khi sử dụng Tracy cảm thấy nó dùng được khá là lâu. Tới bây giờ thì Tracy dùng được 2 chai, nhưng mà hầu như nó cũng phải độ tầm 5 cho đến 6 tháng rồi nhưng vẫn chưa hết. Và để review một chút về cái em sản phẩm này, nếu như mà mọi người đặt ở trước mặt ấy thì em ấy trông nó rất là mát mắt. Và mình có thể nhìn ở phía trong thì em này là một dạng lotion gel. Có một điểm mà Tracy thấy nó giống so với cái em Skin Clinic này, có lẽ đây là cái design mà những cái nhãn hàng có giá thành hơi mắc hơn một chút họ yêu thích. Đó chính là mình có thể vặn cái nút vặn pump ở phía này về phía bên tay trái, và sau đó là mình sẽ lấy em ấy ra khỏi tay. Và khi mà sử dụng pump ấy thì nó
chỉ cần một pump thôi là nó đã có thể ra đủ để chúng ta có thể remove được cái phần make up ở trên da của mình. Em này là một dạng water base, là một dạng dầu gốc nước. Và khi mà mọi người sử dụng ấy, em ấy sẽ dần dần nhũ hóa thành dạng nước. Và khi mà đưa lên trên da của mình, nó có cảm giác là nó rất là mát lạnh, như kiểu là mình vừa mới tạt nước lạnh vào mặt ấy. Và với em này thì hầu như là Tracy nghĩ là kể cả làn da nhạy cảm, da dầu, da mụn hoặc là nám tàn nhang đều sẽ có cảm giác mát mẻ và dễ chịu giống như vậy. Khi mà Tracy sử dụng thì hầu như cái tình trạng như kiểu là da mụn, lên mụn hoặc những vấn đề khác thì hầu như là không có. Về dạng thiết kế thì đơn giản và chắc chắn, còn về thành phần thì nó không quá cầu kỳ và phức tạp nhưng mang lại một cái hiệu quả nó khá là cao. Ở trong này nếu mà mọi người để ý thì sẽ thấy có những cái thành phần nó cũng khá là high end một chút xíu, giống như là thành phần squalene này, giống như skin clinic vừa rồi, rồi những thành phần oil seed, jojoba, hạt jojoba thì bao giờ cũng làm cho làn da của mình được kháng viêm và nó làm dịu da, thêm nữa là giúp cho da của mình được cung cấp một cái độ ẩm nó rất là dễ chịu. Và thêm nữa là có những cái tinh chất thiên nhiên giống như kiểu là từ dưa chuột này, hoặc là những cái tinh chất ngũ cốc từ wheat, rồi từ những cái tinh chất lá lô hội. Nói chung là những cái thành phần nó khá là đặc trưng cho cái việc là giữ ẩm cũng như là làm sáng da. Chính vì vậy khi mà sử dụng em này, ngoài việc tẩy trang ra kiểu như là mình đang được dưỡng cũng như là được cung cấp ẩm như là mình đang dùng lotion dưỡng da vậy á, đấy là cái cảm giác mà Tracy sử dụng. Nếu nói về công dụng thì phải nói thật là kể cả những lúc mà Tracy make up nó rất là đậm thì chỉ việc một cho tới hai bông cotton pad thôi là Tracy thấy nó đã có thể được remove nó rất là nhanh và nó khá là sạch. Thì đó cũng là một cái điểm rất là đặc biệt mà Tracy thấy ở em Estee Lauder này, khả năng làm sạch rất là nhanh, khả năng làm sạch sâu, nhưng mà nó lại không gây cảm giác bí nhờn rít hay là khó chịu hay là mình cứ phải chà như thế thì không có. Chính vì vậy nên cái độ ma sát trên da của mình nó được giảm thiểu đến mức tối đa, và như vậy thì cái việc chống lão hóa nó cũng rất là tốt nữa. Và cái texture dạng lotion như thế này thì bao giờ cũng là một cái dạng lý tưởng dành cho những cô gái mà yêu beauty, bởi vì dạng này khi mà sử dụng dành cho bất cứ dòng dưỡng da nào cũng như là dạng da nào thì cũng đều làm cho mình cảm thấy dễ chịu. Nhưng Tracy sẽ không recommend em Estee Lauder Take It Away này cho những bạn mà đang trong quá trình trị liệu hay bạn mà đang trong quá trình mình đang peeling hoặc là laser, bởi vì nó có những cái thành phần khác nhau nên em này sẽ phù hợp để mình dùng bình thường, mình đi du lịch hoặc là mình sử dụng hàng ngày nhiều hơn. Vậy là Tracy đã hoàn thành một cái series từ A đến Z những cái dòng tẩy trang mà dạo gần đây mình sử dụng và có một cái hiệu quả cũng như là công dụng nhất định dành cho từng dạng da một, và hy vọng là mọi người sẽ lựa chọn được cho mình một trong những em ấy để có thể refer, để mình có thể thử sử dụng để xem là nó có phù hợp với làn da của mình và cải thiện được cái tình trạng trên da của mình hay không nhé. Và hãy nhớ là tẩy trang luôn luôn là bước đầu tiên và bước quan trọng đầu tiên trong cái chu trình skincare routine của mình, và đừng bao giờ bỏ qua bước này và hãy luôn luôn làm cho làn da của mình thật là sạch trước khi mà mình bắt đầu bước vào bước rửa mặt. Và trong những số tiếp theo, Tracy sẽ tiếp tục làm những cái series để có thể lựa chọn cũng như là hướng dẫn cho mọi người từng cái cách sử dụng cũng như là type từng bước một trong skincare routine của mình để chúng ta có thể có được một cái làn da đẹp hơn trong khoảng thời gian ngắn nhé. Còn bây giờ thì nếu mà mọi người yêu thích cái video review về tẩy trang này thì hãy subscribe kênh YouTube cũng như là like fanpage Tracy Chị, và sẽ còn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.